À, xin chào các em. Thì chúng ta tiếp tục ôn tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì ở tiết trước thì các em đã học về hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông và tỷ số lượng giác của góc nhọn. Thì trong ngày hôm nay thầy và các em sẽ ôn tập tiếp về hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Thì trước tiên thầy và các em sẽ ôn lại một số nội dung công thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Bây giờ thầy sẽ cho tam giác ABC vuông tại A. Các em nhìn lên màn hình. Sau đó thầy sẽ đặt AB bằng C. Ở đây thầy nói lại một lần nữa cho các em là khi chúng ta đặt AB trong tam giác ABC mà có AB thì thiếu chữ C, cho nên chúng ta sẽ đặt C. AC thì lúc này thiếu B thì chúng ta sẽ đặt B nhỏ. Tiếp theo là cạnh BC thì thiếu chữ A, chúng ta sẽ đặt A nhỏ. Vậy thì đối với hệ thức về cạnh trong tam giác vuông thì chúng ta nhớ cái định lý là gì? Chúng ta muốn tính một cạnh góc vuông, mà trong này là chủ yếu là cạnh B với cạnh C, và cạnh A thì chúng ta biết rồi, đó là cạnh huyền, chúng ta không cần tính nữa. Bây giờ chúng ta quan tâm hai cạnh đó là B và C. Rồi, trong tam giác vuông định lý nói là gì? Trong tam giác vuông mỗi cạnh của góc vuông bằng mỗi cạnh của góc vuông em bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối, hoặc bằng cạnh huyền nhân với cốt của góc kề. Ở đây thầy giải thích cho các em là em biết là B là cạnh góc vuông thì nó sẽ bằng A ở đây là cạnh huyền nhân với sin của góc đối, thì ở đây có B thì bằng, các em điền vào luôn, B thì bằng A sin, và ở đây là có cạnh B thì nó đối với cạnh B thì là góc góc B, rồi cũng bằng A, đó là cạnh huyền nhân với cốt cốt của góc kề, đó là góc C. Tiếp theo chúng ta muốn tính cạnh C là cạnh góc vuông, chúng ta sẽ bằng cạnh huyền nhân với sin của góc đối là sin C, bằng cạnh huyền nhân với cốt của cạnh kề là góc B. Còn đối với tan như thế nào? Thì cạnh góc vuông kia nó sẽ bằng là cạnh góc vuông nó sẽ bằng là cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối, B thì bằng C, còn lại cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc đối, có nghĩa là B thì nó đi với B, B nhỏ thì đi với góc B, bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang của góc kề, có nghĩa là cotang của góc C. Tương tự C thì bằng B nhân với tan của góc C và bằng B cotang của góc B. Các em lưu ý ha, chúng ta rất là dễ nhận ra. Ví dụ B đối với sin và cos thì các em nhớ là nó đi với cạnh huyền, và B thì nó đi với sin sin B, C thì đi với sin C, còn cos thì các em lấy ngược lại, đó là góc góc kề của nó. Vậy chúng ta đã xong phần lý thuyết, giờ chúng ta sẽ có một bài tập áp dụng cái phần lý thuyết này. Có bài tập áp dụng sau. Cho tam giác MNP vuông tại M, đặt MN, các em lưu ý đặt MN bằng P. Có nghĩa là MN này còn thiếu chữ P, chúng ta sẽ đặt P. MP thì chúng ta sẽ đặt N và MP bằng M. Chúng ta có cái tam giác trên màn hình. Vậy trong tam giác vuông này chúng ta có cái gì? Thì mời các em chúng ta sẽ điền vào những cái chỗ chấm chấm còn thiếu. Đầu tiên thầy sẽ ôn lại cho các em, N có nghĩa là cạnh góc vuông N này nó sẽ bằng là cạnh huyền. Lúc này chúng ta biết là M nhỏ này là cạnh huyền nhân với sin. Sin góc đối thì ở đây là có n nhỏ thì sin là sin góc đối của nó chính là sin góc n. Bằng m cos. Cos thì lúc này chúng ta không có quan tâm đến m, nó vuông tại m, chúng ta bỏ cái m này các em. Còn lại là chỉ có n rồi nó sẽ là đi với góc góc P. Tiếp theo cạnh P nó sẽ bằng lúc nào sin với cos thì nó lúc nào cũng đi với cạnh huyền. Cạnh huyền các em nhìn vào hình đây là cạnh M sin, các em cứ điền vào M trước
rồi nhân với sin cos, rồi chúng ta sẽ điền góc sau. Sin thì ở đây có p nhỏ thì nó đi với sin, sin của góc p bằng m cos, thì còn lại ở đây là góc n. À. Tiếp theo đối với tan và cotan như sau. Cạnh góc vuông n thì nó bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc. Ở đây thì có cạnh góc vuông n thì nó bằng với tan của góc đối, có nghĩa là cũng chữ n luôn, gọi là tan của n. Tiếp theo bằng p là cạnh góc vuông còn lại nhân với cotan của góc góc p. Tiếp theo cạnh góc vuông p nó sẽ bằng là n cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc p, và bằng n nhân với cotan của góc n. Đó là nội dung, mặc dù có những cái các em không cần nhìn hình vào chúng ta cũng biết được. Chúng ta sẽ điền cái gì, thầy nhắc lại là sin với cos, thì các em tìm ngay cho thầy là cạnh huyền. Chúng ta lấy cạnh huyền nhân với sin và cos, sau đó chúng ta điền góc còn lại. Qua cái phần lý thuyết thì chúng ta có những dạng bài tập trong cái bài về hệ thức và về cạnh và góc trong tam giác vuông này, đó là bài tập giải tam giác vuông. Thì đối với dạng bài tập giải trong giải tam giác vuông này thì người ta cho chúng ta biết được hai yếu tố. Một là người ta cho một cạnh và một góc. Lúc này người ta trừ đi cái góc vuông nha các em, góc vuông chúng ta đã biết nó là 90 rồi. Thì chúng ta, một là người ta cho một cạnh và một góc, hoặc là người ta cho hai cạnh. Nếu biết trước hai yếu tố là trong đó có ít nhất yếu tố về cạnh và không thể là kể cái góc vuông, vì góc vuông chúng ta biết nó 90 rồi, thì ta sẽ tìm được tất cả các yếu tố còn lại của tam giác vuông đó. Thì các em lưu ý là khi mà đề bài yêu cầu chúng ta giải tam giác vuông thì chúng ta sẽ tìm tất cả các cạnh và các góc trong tam giác vuông đó. Đó là bài toán giải tam giác vuông. Thì ngày hôm nay thầy và các em sẽ nghiên cứu những bài tập về chủ yếu là chúng ta giải tam giác vuông, tìm cạnh và góc trong tam giác vuông đó. Chúng ta chuyển sang phần bài tập. Bài số 1. Giải tam giác vuông ABC có góc A bằng 90 độ trong mỗi trường hợp sau. Câu A, góc B bằng 12 cm và góc B bằng 60 độ. Câu B là góc C bằng 16 cm và góc C bằng 45 độ. Nào, các em nhìn vào hình. Chúng ta có tam giác ABC vuông tại A. Chúng ta sẽ giải giải quyết câu A trước. Nào. Ở đây người ta không yêu cầu chúng ta tính cạnh hay góc gì, nhưng mà người ta nói giải tam giác vuông ABC. Vậy trong câu A người ta đã cho mình biết một cạnh và một góc, thì chúng ta sẽ tính một góc còn lại, tại vì một góc chúng ta đã biết đó là góc vuông rồi, và ta đã biết đề bài cho một cạnh thì chúng ta sẽ tính hai cạnh còn lại. Các em lưu ý ha, cái chữ màu xanh này là chúng ta yêu cầu là chúng ta phải tính. Vậy thì trong cái đề bài này thì các em thấy là có một cạnh và một góc, thì các em khi mà gặp người ta không còn yêu cầu chúng ta tính cái nào trước, nhưng mà khi mà thấy như này thì các em phải tính góc trước. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã biết được một góc là 90 rồi và một góc đề bài cho là 60, thì chúng ta sẽ tính góc còn lại rất là nhanh. À, cái biết là gì? Góc C sẽ bằng 90 độ trừ cho góc B. Tại sao chúng ta có cái hệ thức này? Có nghĩa là trong tam giác vuông thì tổng ba góc nó bằng 180 độ. Thì chúng ta tính góc còn lại nó sẽ bằng là hiệu của hai góc còn lại là lúc này là góc A trừ cho góc B. Rồi góc A là chúng ta biết rồi đúng không? Là bằng 90 trừ cho góc B, mà góc B lúc này là bằng là thầy xin lỗi các em, là chỗ này là chúng ta có góc A bằng 90 rồi, hai góc còn còn lại nó sẽ bằng 90, cho nên là góc C sẽ bằng 90 trừ cho góc B, và 90 trừ 60 thì nó bằng 30 độ. Vậy chúng các em đã giải quyết được một bài là chúng ta đã có điểm rồi. Nhiều bạn là khi thấy bài toán này chúng ta cứ tính cạnh thì chúng ta rất là rắc rối, cho nên là chúng ta thấy cái nào dễ chúng ta tính trước. Tiếp theo chúng ta sẽ tính cạnh B. À, cạnh B
ở đây có cạnh B. À thầy xin lỗi, chúng ta sẽ tính được cạnh A. Vậy cạnh A thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nào? Thì chúng ta nhớ là A thì nó đi với lại là cạnh huyền. A là cạnh huyền, vậy chúng ta sẽ đi với sin hoặc cos. A đi cạnh huyền sin cos. Thì chúng ta có là B sẽ bằng A sin B, tại lúc này người ta cho góc B. Còn nhiều bạn không muốn tính, chúng ta sẽ tính là B sẽ bằng A sin nếu mà bạn nào muốn tính C thì cũng được. Tính C trước thì chúng ta có C sẽ bằng là A nhân sin C. Tại C chúng ta vừa mới tính xong. Vậy ở đây thầy sẽ tính góc B cạnh B bằng A sin B, suy ra cạnh A sẽ bằng có công thức. Kem thế số vào. B lúc này nó là bằng 10, 12 và sin 60 độ, kem bấm máy hoặc là chúng ta xem cái bảng lượng giác thì chúng ta có là bằng căn 3 phần 2. Chúng ta tính được là bằng 24 căn 1 2 của 3 chia 3 được 8 phần căn 1 2 của 3 và các em lấy tròn số làm bằng 13,84. Vậy là chúng ta đã giải quyết được câu A, tìm cạnh A. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm cạnh C. Lúc này chúng ta có cạnh A rồi thì chúng ta áp dụng trực tiếp luôn, C sẽ bằng A nhân với cos B. Nhiều bạn muốn thay cos B này thì bằng sin thì cũng được, C nó sẽ bằng là A sin C, các em nhớ A sin C. Nhưng ở đây là thầy dùng là A cos cos B. A lúc này là 8 căn 1 2 của 3 nhân với cos 60 độ. Chúng ta sẽ tính ra cái này là 8 căn 1 2 của 3 bằng nha các em, bằng 4 căn 1 3 của chia 2. Tiếp tục câu B. Câu B thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta có cạnh C và góc C bằng 45 độ. Thì ở đây là các em chỉ cần tính góc còn lại, đó là góc B. Thì góc B nó cũng bằng là 90 độ trừ cho góc C. 90 trừ 45 bằng 45. Thì các em thấy là ở đây là chúng ta có góc B bằng góc C bằng 45 độ thì tam giác này là tam giác vuông cân tại A. Các em biết là vuông cân mà cân tại A thì cạnh AB nó sẽ bằng cạnh AC, mà cạnh AB lúc này nó sẽ là AB lúc này nó sẽ là bằng C và AC nó bằng B, hai cạnh này bằng nhau cho nên nó bằng thì bằng 16 cm. Chúng ta đã tìm được cạnh B và góc B. Vậy chúng ta còn lại chúng ta chỉ còn tính một cạnh nữa, đó là cạnh cạnh A. Vậy cạnh A thì chúng ta không còn áp dụng hệ thức về cạnh và góc nữa, chúng ta áp dụng tam giác vuông luôn. Vậy cạnh A là cạnh huyền cho nên chúng ta xét tam giác ABC vuông cân tại A thôi. Thì chúng ta có A bình nó sẽ bằng B bình cộng với C bình bằng 16 bình cộng với 16 bình, cái này là nó lại là bằng 2 lần 16 bình. Rồi các em bấm máy tính ra đúng không? Vậy chúng ta tính được góc B nó bằng 45, cạnh A nó bằng 22,63 cm và cạnh B bằng 16 cm. Vậy chúng ta đã giải quyết xong bài số 1, giờ chúng ta chuyển sang bài số số 2. Bài số 2. Giải tam giác vuông ABC, biết góc A bằng 90 độ, tương tự chúng ta biết được là góc thầy xin lỗi, góc cạnh B bằng 11 cm và cạnh C bằng 9 cm. Đã có hình. Ở đây là đề bài cho chúng ta là hai yếu tố, đó là hai cạnh. Vậy chúng ta phải tính hai góc còn lại, đó là góc B với góc C và một cạnh là cạnh cạnh A. Thì đối với cạnh A thì chúng ta tính là cạnh huyền cho nên là chúng ta nhớ cho thầy là áp dụng ngay, đó là chúng ta dùng định lý Pythagore vào tam giác vuông thì chúng ta sẽ có công thức 11 bình cộng 9 bình bằng 202. Và suy ra cạnh A này sẽ bằng căn 1 2 của 202 và gần bằng 14,21 cm. Có cạnh A rồi thì chúng ta sẽ tính tan của góc B, tan của góc B. Chúng ta quay lại cái bài số 2 mà tỉ số lượng giác của góc nhọn. Chúng ta có tan thì là gì?
đoàn kết và là đối chia kề. Tan của gốc B là đối, đối lúc này là AC chính là B, kề lúc này chính là B, AB, AB lúc này là C, vậy chúng ta thế số vào. Tan B nó sẽ bằng gần bằng là 1,22, thì cái em bấm máy chúng ta sẽ tính được gốc B nó bằng 51 độ. Các em bấm tan B bằng 1,22 thì các em bấm shift tan ha, nó sẽ ra là một góc. Vậy có góc B rồi thì chúng ta còn lại chúng ta sẽ tính góc C. Góc C lúc này rất là đơn giản tại chúng ta đã có được hai góc, đó là góc A với góc C rồi. Thì chúng ta chỉ còn áp dụng là gì? Hai góc cộng lại trong tam giác vuông là hai góc phụ nhau. Thầy chỉ là kề bù, cho nên là chúng ta là áp dụng lấy 90 trừ cho 51 độ thì nó bằng 39 độ. Vậy chúng ta đã giải được xong bài toán này. Cái nhìn lại bài khi mà chúng ta hai cái bài toán thầy cho, một là người ta sẽ cho một cạnh và một góc, thì chúng ta tính cạnh và góc còn lại. Bài thứ hai là chúng ta thầy cho hai cạnh thì chúng ta sẽ tính các góc còn lại là hai góc và một cạnh còn lại. Vậy bài học chúng ta hôm nay là kết thúc. Thầy xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết sau. Ủa có cái file file sâu nữa mà ta?